con nhím này, đây Lu xem con nhím này. Đấy. Cái gì? Con nhím đấy. Bên kia có một mình một con này có ba con. Nước cái bẩn quá. Ở đây xem con khác đi. Đây xem con này. Con Linh Dương này. Linh Dương này. Rồi Linh Dương này. Con Linh Dương này. Kia một đống trong kia nữa kìa. Lưu có bón cho bạn ăn không? Đây, cho bạn ăn. Nhìn nó có sừng, nó sừng to. Đấy. Đấy, cứ xem ơi, cứ xem đi xuống. Mẹ đi ra. Bé nó chết đi, bé nó chết không được. Đấy. Thôi đi xem về thôi. Xem con khác đi, nhìn lên, nóng quá. Lui. Để xem một Linh Dương. Hát gì? Bên này có con gì ấy? Bên này con gì mà nhiều cỏ này? Nó không ăn cỏ à? Uồn hiêu cao cổ. Này, Lu xem con hiêu cao cổ à? Đúng Lu. Đang gặm ăn kìa. Con hiêu đấy. Nó không ăn cỏ. Đấy, con hiêu cao cổ chưa? Con hiêu không ăn cỏ nhỉ? Con này nó không thích ăn, một mình nó chán quá. Nó ăn luôn cái sắt kìa. Ui, hiêu cao dài, cổ dài chưa? Hiêu ơi, đứng đây đứng đây. Đứng đây có mẹ ở đây. Đây đây là nhà tù của con hiêu. Chắc nó một mình thì nó chán quá luôn ạ, nó không muốn ăn. Con hiêu khổ cao chưa? Nào, biết ngay. Đi chỉ lại đây xem thư cá bố. Nhìn nó ăn cái sắt luôn rồi. Ủa, nó lại đây rồi, nó lại đây rồi luôn. Ôi trời. Không sợ. Cao chưa? Có thấy con hiêu cao không? Nó đi ăn cái gì anh nhỉ? Nó chỉ ăn được đồ trên cao, chắc gì thấp không ăn được. Mà ạ, cái cổ nó không nhìn đến nơi. Chị nghĩ sao? Thằng mẹ bé là con hiêu cao. Đây, lùi đây nha. Đây, lùi xem con hiêu này. Nuôi xem con hiêu cao cổ này. Đi rồi, xem con khác. Đi. Tiếp tục đi xem con gì tiếp theo đây. Nóng quá. Đi thôi. Đây, con này là con cây mực. Nhưng mà nó chui vào nhà ngủ trên sàn kìa. Nó nằm trên kia, chả thấy cái gì à? Cái kính này bẩn quá. Kìa con chuột trên mái nhà đấy kìa. Trên mái nhà. Con chuột. Con chuột. Bạn này cày đã thấy cái chuột mà. Cái chuột đấy thấy chuột gì? Cày không thấy cái chuột, vừa nó xuống ả. Cái kính này họ không lau bẩn quá, chả nhìn thấy gì. Em Lu đang trèo mất thằng hái lên xem. Ê. Đi. Hát biểu ở trong đây này. Đi xem con khác thôi Lu ơi. Đang
Đang trèo à? Đang trèo đi xem con khác. Nóng quá, đi một lúc mà nóng quá rồi. Con hổ mà, đằng kia như con hổ đấy. Ở đây con báo này, con hổ báo có gì đấy. Lên xem con này đi. Đây, bây giờ lên xem con nai nhá. Con hươu sao, không phải con nai đâu. Ủa, nhiều đấy nhỉ, con hươu sao nhiều đấy nhỉ. Hình như để nó đẻ ra nhỉ. Ở trong này nó đẻ ra nhỉ. Cicadi. Hiểu sao? Đâu? Mỗi lứa đẻ một con. Hiểu sao này? Con hươu này mõm dài thế nhỉ? Con hươu này mõm dài thế nhỉ? Ờ, đi xem con khác đi. Đi. Hươu ơi. Con khờ, người ta nuốt ở đấy rồi. Đẹp chưa nhiều thì lắm nha. Rán chưa bông rán chưa? Đã đi xem con khác rồi. Kia bên kia con ngựa kìa. À, đi nào. Ờ, khỉ đang đu cơ đu à. Khỉ nó đang đu võng à. À, xem con khỉ đu võng à. Đang đu xích đu luôn. Một con đang leo lên trên kia. Con này nó leo hẳn lên trên cao này. Đây xem củ nó đang đu dây này. Úi, nó đu rồi. Chị đâu? Chị sao con bò luôn. Bạn chị giỏi chưa? Chị giỏi thế, không á được bạn đấy chắc. Này, em chả thấy hai bố con nhà bông giống khỉ gì cả. Đấy, khỉ đu ghê. Lu cũng trèo lên rồi. Chị ơi, chị giỏi thế. Đấy, Lu cũng trèo lên để xem khỉ không. Ôi lui đừng trèo lên cao quá ngã đó. Đây một con nó trèo cao lên như này này. Chị ơi. Chị ơi. Lu đang xem đang máu trèo hẳn lên rồi. Đi ra đây xem là có con gì đây. Ấy đang xem này, con kia đu nó ngậm chân rồi à. Chị ơi, nó đang mút chân kìa. Nó ngậm chân luôn rồi.